Ông cháu chào mọi người nha. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Út Lục Bình. Bây giờ thì giông gió chuẩn bị nổi lên rồi các bạn. Đó, ở dưới đồng. Ông sáu đừng chửi con cháu hóa quá trời các bạn. Thế thì hôm nay cậu cháu sẽ đi câu cá nè các bạn. Hôm nay cậu cháu sẽ làm món thịt nướng nha mọi người. Nó ra đồng gió mát, bữa nay công nhận gió mát thiệt không sao? Mát hơn mọi khi các bạn. Hôm bữa trời còn hanh, nay là mát. Ê các bạn, thịt heo sắc sẵn mọi thứ làm sẵn trơn rồi. Bỏ lên nướng là ướp xong rồi nướng thôi các bạn. Bữa nay thì không có săn bắt. Gió quá trời gió rồi. Thịt gì ở nhà sắp sẵn rửa sạch rồi các bạn. Đó, thấy không? Nướng cậu cháu tha hồ mà ăn. Thịt bà rọi nướng mới ngon. Đúng rồi. Ăn thịt nạc nuốt không có vô. Ông Sáu ăn bún được không? Ông Sáu không ăn bún thịt thì nấu cơm ăn. Ăn luôn. Giờ thì chúng ta sẽ ướp gia vị vô để chúng ta nướng nha mọi người. Ông Sáu sẽ đập mớ tỏi bỏ vô đây. Hôm qua nó về đây nó tết nè. Về đây tết ông Sáu hả? Trời ơi, đẹp hết khu này luôn mà. Rồi ông sẽ tiếp tục cho thêm một ít nước mắm vô. Đó. Vừa nướng vừa ăn cỡ nửa tiếng. Cay của nó. Cà na vô vụ rồi các bạn, quá trời cà na luôn. Cậu cháu đi chặt vài nhánh tre đem về sâu thịt các bạn. Nó. Nè, sao nó đi săn chuột không sao? Nó chặt cái tre ra để đi ra làm cái sâu để sâu thịt cho nướng các bạn. Rồi, cưa của ông Sáu cũng tới lắm ông Sáu ơi. Ô, cháy. Nè các bạn, tè lá chứ. Ồ, lên màu ông Sáu ơi. Thường thì nướng thịt kiểu này các bạn đừng có nên thả cái dầu nướng vô trước các bạn. Các bạn quét dầu nướng vô trước xong là nó đen, nó khét hết trơn à. Các bạn cứ nướng trước xong hết trơn là tự nó dạng thịt nó đẹp mình lên. Xong muốn quét thì quét, không quét thì thôi. Mình cho nó tương nó dạng. Mới khen nữa trời có gió, giờ đứng gió nực thấy bà nội không. Nó lộn lên cho nó ướp thịt luôn. Cái lò này vừa nướng tính luôn. Sao bỏ muối hết muối luôn. Đây là cái món ăn mà lần đầu tiên Út Lục Bình gặp ông Sáu đó các bạn. Ôn lại kỷ niệm. Đó, là ăn cái món này nè, thịt xiên que nướng á. Giống như ôn lại hồi từ tuổi ấu thơ, ấu thơ. Hôm ra ăn cáo nè, chuyển qua ăn thịt nha mọi người. Đó, ông Sáu sau con sau nha. Rồi giờ mời các bạn nha. Đừng có nói thi ăn nha. Không có thi. Cái này nó phải có salad nhiều chút. Salad à? Salad nằm dưới đó. Đâu có đâu, có không? Ủa? Salad nhỏ, salad bự bự. Mời mọi người nha, bên đây ăn thịt nướng gói rau. Mời mọi người nè. Da giòn hả? Giòn cháy nha. Gọt gọt luôn. Đã các bạn, làm vô phát nó phê. Cháy da. À, nước mắm chua chua cay cay. Hái gần hết cái ớt của ông Sáu luôn. Ăn miếng bún đi, nơi này không có cơm. Sáng con cũng con nó ăn, mình không ăn. Bắt vô con Sáu là sắc cái vỏ tắt à. Ăn vô ăn ăn. Mình phải không có rau mình ăn cái đó cũng được.
Cái này đáng lẽ phải cuốn bánh tráng các bạn, nhưng mà làm biến quá, phức tạp quá, cuốn rau kiểu như thế này đi. Cuốn được rồi, có cuốn. À, ăn miếng rau, ăn miếng bún luôn, ăn miếng thịt nướng vô. Ăn miếng thịt vô. Tê tê không sao? Rất là phê, rất là phiêu. Nước mắm này vừa phải không? Đúng rồi. À, xé thịt bỏ vô đây. Sao bỏ miếng bún, bỏ miếng thịt vô. Xong rồi trộn rau, trộn. Trộn thôi. Đóng ra ăn bị bún. Bún thịt nướng. Dạ. À, cái này xong mới đầu cắm xuống đây các bạn. Vài bữa cái nó mọc lên ăn nữa. Không có rau một phần nữa. Không có phần. Ăn luôn. Ăn bún thịt nướng. Nói chung là ra đây chơi với ông Sáu khá yên tâm. Thì ông Sáu ít đi đâu các bạn. Đi đâu bây giờ? Chỉ ăn. Không có tụi mình đi ăn xong ngủ, ngủ xong ăn. Em đừng nói khen xong cái chuyện này đi nha. Vừa đây đi chợ là chất bớt luôn á. Có đi đâu? Hôm qua người ta có chạy qua đây người ta test Covid đâu không Sáu? Chết rồi. An toàn. Ở giữa động chạy tới đây luôn hả? Chạy tới luôn mà, phân công mà. Đúng ra nó tới chọi ông nhưng mà không tới, nó kêu ra ngoài. Căng vô, trộn trộn trộn. Rồi dưa leo đáng lẽ nó sắc ra. Cậu cháu quên sắc, ăn luôn trái. Thì sáng trời cho con dịch không để ông sao không để. Không, gì vậy? Thôi làm biến làm, bữa nay đó. Bữa nay làm. À, đây nè. Đã không sao rồi. Các bạn nướng sâu thịt như thế này á, các bạn phải nướng cái kiểu mà vừa có thịt vừa có mỡ. Nướng thịt không, không ngon. Hình ra nó ra bông phù nữa rồi đó. Hả? Nó có ra, lai rai nữa đó. Sao không cho ra đâu để chiếc. Sao chuẩn bị bán cành cà na các bạn. Bỏ bún vô, bỏ thịt vô, bỏ rau vô. Trộn lại các bạn. Xong cho ăn miếng nước mắm vô. Cho ăn một ít vỏ tắc vô đây nữa. Chua chua ngọt ngọt. Hăng hăng cái mùi tắc. Rất là phê, rất là phê không sao. Đúng rồi, thơm thơm cái mùi rau thơm. Sáu thì thích ăn thịt bà rọi, thịt nạc, ăn làm như nuốt nó dính cổ. Bà rọi ăn béo béo. Mình ông Sáu mua 20 ngàn thịt à. Đáng ăn. Đây nè, còn nguyên sâu rồi các bạn. Ăn này đi, cái này nó héo héo rồi. Cái nào chưa, nó chưa vàng lắm thì nướng lại. Giống như làm bì bún. Trời, cái này các bạn mới làm nước mắm cho nó nhạt nhạt. Trời, nghĩ sao cậu cháu người ăn 2 sâu rồi trời. Ông Sáu ăn 2 sâu rưỡi. Cái này phê thiệt á nghe. Sen màu rồi kìa các bạn. Sen cái bông. Sen có bông hả? Trong lượt bông súng á, bông súng người ta ăn cái điều mấy chục lần nè. Sen được 2 bông. Sen là 2 bông chưa có trái. Trái là 6 hái rồi, chín rồi. Đó hả? Ừ. Trái bên Thần Hải rồi. Các bạn thấy cái sâu sâu nhỏ nhỏ này. Người ăn hơi sâu là tê tê. Thì hôm nay cậu cháu ngồi lại và chia sẻ với mọi người cái món bún thịt nướng. Ăn cũng rất là phê và rất là phiêu. Đây là cái món ăn đầu tiên mà ngày đầu tiên của Lục Bình qua nhà ông Sáu đó. Nhắc lại kỷ niệm ngày xưa. Lâu lắm rồi các bạn. Đó thì video cũng vỏn vẹn như này. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi phút này. Giờ thì cũng còn gì, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đặc biệt nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho cậu cháu trong mùa dịch này nha. Giờ thì bye bye, bye, bye.